Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Năm thứ 17 đời Phê-ca, con trai Remalia, thì A-cha, con trai Jotham, vua Giu-đa lên làm vua. A-cha được 20 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như David tổ phụ người đã làm. Những người đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gớm ghiếc của các dân tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel mà đưa con trai mình qua lửa. Người cũng cúng tế và sông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. Bây giờ Rosin vua Syri và Phê-ca con trai Remalia vua Israel đều đi lên đặng hãm đánh Jerusalem. Họ vây A-cha nhưng không thắng người được. Ấy nhằm lúc đó Rosin vua Syri khôi phục Elath về nước Syri. Người đuổi dân Giu-đa khỏi Elath và dân Syri bèn đến Elath ở đó cho đến ngày nay. A-cha sai sứ giả đến Tiglath-pileser vua Assyri nói với người rằng: Tôi là kẻ tôi tớ vua, là con trai vua. Hãy đi đến giải cứu tôi khỏi tay vua Syri và vua Israel đã dấy lên cùng tôi. A-cha lấy bạc và vàng có ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va và ở trong kho đền vua, gửi đem làm của lễ cho vua Assyri. Vua Assyri nhậm làm điều A-cha xin, đi lên hãm đánh Đa-mách và chiếm lấy, bắt đem dân cư nó sang Kir-rơ và giết Rê-xin. A-cha bèn đi đến Đa-mách đặng đón Tiglath-pileser vua Assyri. A-cha thấy một cái bàn thờ ở tại Đa-mách, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo nó cho thầy tế lễ Uri. Thầy tế lễ Uri chế một cái bàn thờ y theo kiểu mà vua A-cha từ Đa-mách đã gửi đến. Thầy tế lễ Uri chế xong bàn thờ ấy trước khi vua trở về. Khi vua từ Đa-mách trở về, thấy bàn thờ, bèn lại gần và dâng của lễ trên nó. Người xông trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ chay mình, đổ ra lễ quán và huyết về của lễ thù ân tại trên đó. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va thì người cất khỏi chỗ nó tại trước đền thờ, giữa bàn thờ mới và đền của Đức Giê-hô-va, rồi để nó bên bàn thờ của người về phía bắc. Đoạn, vua A-cha truyền lệnh cho thầy tế lễ Uri rằng: Người sẽ xông trên bàn thờ lớn của lễ thiêu buổi sáng và của lễ chay buổi chiều, của lễ thiêu và của lễ chay của vua, lại xông của lễ thiêu và của lễ chay của cả dân sự trong xứ, cũng đổ ra tại trên nó lễ quán của họ và tưới cả huyết con sinh dùng làm của lễ thiêu, luôn cả huyết về các con sinh khác. Còn bàn thờ bằng đồng, ta sẽ dùng cầu vấn ý Chúa. Thầy tế lễ Uri làm theo mọi điều vua A-cha truyền dạy cho người. Vả lại, vua A-cha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ cái biển bằng đồng xuống khỏi bò nâng nó, rồi đem để nó trên một nền lót đá. Vì cớ vua Assyri, người cũng đổi trong đền thờ của Đức Giê-hô-va cái hiên cửa dùng về ngày Sa-bát mà người ta đã xây trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Các chuyện khác của A-cha và những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Đoạn, A-cha an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ trong thành Đa-vít. Ê-xê-chia, con trai người, kế vị người. Chương 17. Năm thứ 12 đời A-cha vua Giu-đa, thì Ô-xê con trai Ê-la lên làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 9 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng bằng các vua Israel trước người. Sanh-ma-na-sa vua Assyri đi lên hãm đánh Ô-xê. Người bị thần phục Sanh-ma-na-sa và đóng thuế cho người. Nhưng vua Assyri thấy Ô-xê toan mưu phản, vì Ô-xê
có sai sứ giả đến Sô, vua Ai Cập, và không nộp thuế cho vua Assyri như người hàng năm đã làm. Vua Assyri bèn bắt người, xiềng lại và hạ ngục. Đoạn vua Assyri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Samari trong 3 năm. Năm thứ 9 đời Ô-xê, vua Assyri hãm đánh Samari, đem dân Israel sang qua Assyri, lập họ ở tại Cha-la và trên bờ Cha-bo, sông của Gô-san, cùng trong các thành nước Mê-đi. Và dân Israel đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập và khỏi tay hà hiếp của Pharaoh vua Ai Cập. Chúng đã kính thờ các thần khác theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel và theo lệ mà các vua Israel đã định. Dân Israel làm lén những việc bất chính, nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các nõng cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng xông hương y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng: các ngươi chớ thờ chúng nó. Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Giu-đa rằng: khá từ bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta, tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng không có lòng tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở chung quanh mình mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asera, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng ba anh. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Chính Giu-đa cũng không vâng giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những lệ luật mà Israel đã lập. Thế thì, Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Israel, làm khốn khổ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đày đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri tôi tớ Ngài. Vậy, Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyri cho đến ngày nay. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sephat-Va-im đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành nó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Người ta bèn nói với vua Assyri rằng: các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lễ thờ phượng thần của xứ, vì vậy thần đó có sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lễ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyri liền truyền lệnh rằng: trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về ở tại trong xứ đó, đặng dạy lễ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem đi trở về ở tại Bê-tên
và dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Song mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miếu tại trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng lên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng Sukkot Benot, dân Cút tạo hình tượng Nẹt Ganh, dân Hamat tạo hình tượng Ashima, dân Avim tạo hình tượng Nipka và Tạc Tác, dân Sê Phạt Vaim thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sê Phạt Vaim. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng chọn những người trong bọn mình lập làm thầy tế lễ về các nơi cao. Những thầy tế lễ ấy vì chúng dâng những của tế lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình theo thói tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. Ngày nay, chúng hãy còn làm theo thói tục cũ mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ hoặc luật lệ hoặc thói tục hoặc luật pháp hay là điều răn truyền cho con cháu Gia-cốp mà Ngài đặt tên là Israel. Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy chúng rằng: các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lại hầu việc chúng nó và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hô-va là đấng dùng đại năng và cánh tay giơ thẳng ra đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Đấng đó các ngươi phải kính sợ thờ lại và dâng của lễ cho. Các luật lệ, điều răn, quy tắc và mạng lệnh mà Ngài chép cho các ngươi khá gìn giữ làm theo đời đời, chớ nên kính sợ các thần khác. Các ngươi chẳng nên quên giao ước mà ta lập với các ngươi, chớ kính sợ các thần khác, nhưng khá kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù nghịch. Dầu vậy, các dân tộc ấy không nghe theo, nhưng còn làm theo thói tục cũ của mình. Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình. Tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến,
bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ con của A-phê, Simon Celot và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Marie làm mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng: Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba cũng gọi là Giúp-tu và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn đặng dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm trúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc-thê, Mê-đi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cret và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này.
Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: Người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chương 3. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm hai người rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.
Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu mà Trời phải rước về, cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó. Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy,
đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.